đập nhà phòng á. Lần nữa chấm hai lòng bàn tay vào nhau. Đập nhà vào mắt, mở mắt chớp chớp mắt, mở tay ra nhìn theo tay, vươn tay lên hít sâu vào, hạ xuống thở sầm, hít sâu thở sầm, hít sâu vươn tay lên đan. Tay lộn ngược, bàn tay đẩy căng lên, vươn cầm lên giữ 5, 4, 3, 2, 1. Cong lưng ra sau, mắt nhìn rốn, thở ra, đẩy căng lòng bàn tay về phía trước. Đẩy sau, vào, vươn lên. Thở ra. Đẩy sau. Lần nữa hít sâu, ủy phần vương thẳng lên, kéo căng tay vai giữ 5 4 3 2 1. Thở ra, cong lưng ra sau, hít gót một lần, thở ra 5 4 3 2 1. Xoay tròn, thả lỏng thông ra, xoay tròn đẹp. 3 4 5. Xoay ngược lại 5 4 3 2 1. Lên hít sâu vào, nghiêng người qua phải, thở sầm, nâng lên hít sâu, nghiêng qua trái, thở sầm, đẩy thẳng tay, hít sâu, vươn căng tay lên tìm, vươn tay, tay ra sau lỗ tay, nghiêng qua phải, thở sầm, lên hít sâu, nghiêng trái, thở sầm, hít sâu, nghiêng phải, thở ra, giữ lại 5 4 3 2 1. Hít sâu, nghiêng trái, thở sầm, 5 4 3 2 1. Hít sâu, hạ tay tháo chân ra, thở sầm, đủ hai chân thả lỏng. Xếp đổi chân. Bằng cuộc sống, đưa tay phải ra sau, tay trái nắm cổ tay phải, kéo căng cực vào eo bên trái, tay trái đặt lên đầu gối phải, thẳng lưng lên, hít sâu, từ từ xoay phải, thở ra, trở về sau, xoay thở ra, trở về sau, xoay thở ra, xoay cổ, xoay vai, trở về sau, xoay thở ra, xoay tên, trở về sau, xoay thở ra, xoay tối đa, thở bụng, thở hết hơi ra, không thở, trở về, thả lỏng tay. Mời đổi bên, đưa tay trái ra sau, tay phải nắm kéo căng ấp vào eo bên phải, tay phải đặt lên đầu gối trái, thẳng lưng hít sâu, từ từ xoay trái, thở ra, trả về sau, xoay thở ra, trở về sau,
say thở rằng say cổ say vai. Trở về sau, say thở ra say nhem. Trở về sau, say thở ra say tớ ra. Thở bụng thở hít hơi ra thả lỏng thân say. Trở về sau, thả lỏng tay thở sầm. Hai tay đan sau lưng, thẳng tay thẳng lưng, tưởng người cuốn cầm sầm. Chương tới gạt xuống thở ra bật tay cao lên. Nắng người lên hít sầm. Chương tới gạt xuống thở ra. Nắng lên hít sầm. Đường tới ngập xuống thở rằng. Lên hít sâu. Lần nữa thở rằng. Tráng mũi chạm sàn. Bật tay cao lên sức bụng ép mông lại thở rằng. 5, 4, 3, 2, 1. Nắm người lên hít sâu. Thả lỏng tay thở rằng. Xoay vai. Xoay ngược lại. Bỏ tay về trước. Ra sau. 2. Mạnh lên. 3. Mạnh ra sau. 4. Thẳng lưng. 5. 6. 7. 8. Chỉnh. 10. Thả chân ra. Vũ hai chân. Mọi người lui về cuối thẳng. Tư thế kim cương. Đo hai cẳng tay lên. Đo lên thêm một gang tay. Tay chân là 4 mốt vuông. Cong lưng lên rút rốn xích bụng lại thở săn. Hít sâu vào chân lưng rốn cổ. Thở ra cong lưng lên rút rốn một lại thở ra. Hãy sâu chung lưng rướn cổ. Thở ra cong lưng lên rút rốn xiết bụng thở ra. Hãy sâu vươn cầm lên thả lỏng cơ khuôn mặt ra. Thở ra. Hãy sâu. Thở ra. Lần nữa hít sâu, chung lưng rướn cổ giữ lại. 5. Một thở săn. Hướng lên rút rốn xích một lại thở săn. 5 4 3 2 1 hít sâu vào. Trương người lên uốn cong lưng. Dậy vai xuống ưỡn ngực. Thở ra lùi về em bé thở săn. Hãy sâu trương người lên. Lối về thở rằm. Hãy sâu trương người lên. Lui về thở rằm. Lần nữa trương người lên rắn hổ mang hít sâu vào. Xệ vai ưỡn ngực uốn cong lưng. Giữ lại xiết mông đùi bụng bảo vệ thắt lưng. 5
4 3 2 1 từ từ chùng tay hạ người nằm xuống luôn. Nằm xuống, nằm sát xuống. Vâng. Thở sâu. Hai tay vẫn chống y như vậy ha, hai tay chống y vậy. Là hai tay mình chống dưới sàn chống y đó, khép khuỷu tay vào mạng sườn. Rồi, thở hết hơi ra, hít vào. Nâng chân, nâng đầu và nâng hai tay lên. Nè, kéo hai tay vẫn chống đó và nâng hai tay lên khỏi sàn như vậy. Nâng lên, đúng rồi. Nâng đầu lên, không, không. Không có chống tay dưới sàn tim. Ha, mình không chống tay dưới sàn mà để đó dở lên khỏi sàn, dở nó lên khỏi sàn, duỗi mũi chân, nâng đầu, nâng ngực lên. Đúng rồi. Hạ xuống thở đó. Đúng rồi vâng. Hai lên xiết cơ bụng nâng lên. Đúng rồi vâng. Nâng chân lên luôn tiên. Nâng chân nâng ngực lên. Đúng rồi. Xuống thở. Ba lên. Xuống thở. Bốn lên. Xuống. Năm lên xiết bụng lên. Năm bốn ba hai một xuống thở sầm chống chân nâng người lên chó ấp mặt lúc rốn xích bụng lại thở sầm mắt chặt hai bàn hết vai hết lưng xích bụng lại thở sầm nhóm gót co gối người sát vào bụng ngực ép lưng xuống vâng hãy cao đỉnh mông lên ép vai ép lưng nhóm gót chân người sát vô bụng ngực nhóm gót chân chung đầu gối lại chung đầu gối đùi xé sát vô bụng nè chung đầu gối xuống thêm đùi sát vào bụng thêm thở ra hai chân lên chiếc ghế hít sâu vào vươn tay lên chiếc ghế xích bụng lại thở ra nâng lên hít sâu vào kẹp hai ngón tay cái kéo căng tay vai ưỡn ngực vươn cằm ngã ra sau thở sầm nâng lên hít sâu vào đưa người tới cúi xuống hông bụng thở sầm thả lỏng cổ buông đầu cúi xuống ép sau thở sầm ngẩng cổ duỗi dài lưng hít sâu vào chân gối chống chắc tay ép mông đùi song song với sàn xiết cơ bụng thở bật chân ra sau tảng đá cao rút rốn xiết bụng thở sầm dùng tay xuống tấm ván thấp hạ ngực hạ cằm hạ gối nâng mông lên thở sầm trương người lên rắn hổ mang hít sâu vào xề vai ưỡn ngực ưỡn cằm lưng nâng lên chó ướp mặt thở sầm để cao hông lên cúi người xuống xiết bụng lại thở sầm ép vai ép lưng vâng nghe kỹ ép vai ép lưng nhón gót chung đầu gối nhón gót chung đầu gối nhón gót lên nhón hai gót chân lên chung đầu gối lại đùi sát đúng rồi đó, ép bụng xuống đúng rồi đùi sát bụng ngực thở 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 nhìn về đầu thẳng hít vào xiết bụng hai chân lên chiếc ghế vươn căng tay lên nhấn lực xuống xiết bụng thở sầm nâng lên hít sâu vào kéo căng tay vai ưỡn ngực vươn cằm ngã ra sau thở sầm nâng lên hít sâu vào chân người tới cúi xuống thở sầm thả lỏng cổ buông đầu hóp sát bụng thở sầm rút rốn xiết bụng lại thở sầm ngẩng cổ duỗi dài lưng hít sâu vào chân gối chống chắc tay xiết bụng bật chân ra sau tập mát xiết bụng thở sầm lật tay trái lên dưới hai tay xiết bụng thở hãy vào chống tay xuống lật tay phải lên thở sầm xuống hít sâu vào chung tay xuống tấm ván thấp thở sầm hạ xuống cá sấu trương lên rắn hổ mang hít sâu vào nâng lên chó ướp mặt thở sầm ép vai xuống xiết bụng thở sầm
nhóm gót chung gói đuôi sát bụng ngực, ép để căng mông lên siết bụng thở. Mắt nhìn về đầu thảm, hít vào siết bụng hai chân lên chiếc ghế, thở rầm. Nóng lên hít sâu vào, kéo căng tay vai ưỡn ngực vươn cầm cây lao thở rầm. Nóng lên hít sâu vào, trương tới con cò thở rầm. Duỗi thẳng lưng buông đầu hớp bụng ngập sâu thở rầm. Ngẩng cổ duỗi dài lưng hít sâu vào, dùng gối chống chắp tay siết bụng thở ra, bật chân ra sau tấm ván. Tấm ván chung tay xuống tấm ván thấp thở rầm. Hạ xuống cá sấu nghỉ ngọt ở đây, trương lên rắn hổ mang hít sâu vào, nâng lên chó mặt thở rầm. Hết người xuống xiết bụng lại thở ra, hết lưng xiết bụng thở, bật cao chân phải lên hít sâu vào, cúi xuống ép rút rốn xiết bụng thở ra. Hít vào đẩy người tới cơ gối chạm tay phải thở ra xiết bụng thở. Gì á? Vâng, nghe nghe chứ vâng. Bước chân phải ra ngoài, bàn tay phải hít sâu vào, siết bụng thẳng chân trái, từ từ duỗi thẳng tay phải về trước, duỗi thẳng tay trước đừng lật vai, tim ép thông lưng đó, đó. Lưng và thông song song với sàn, nắm tay trái đang chấp lại với tay phải, siết bụng thở rầm, duỗi căng ra siết sâu thở ra. 5 4 3 2 1 chống hai tay xuống hít sâu vào. Rồi rút chân phải đặt phía sau chân trái, tiếp theo chân trái và lật tay phải lên thở rầm. Cảm gắng nghiêng thẳng người ra, siết hông lên thở ra, chống tay phải xuống hít sâu vào, để cao hông lên chóp mặt thở rầm, cúi xuống ép rút rốn siết bụng lại thở rầm, rút rốn ép sâu thở rầm. Chân trái ra sau bật cao lên hít sâu vào, đẩy người tới kéo gối chạm tay trái siết bụng lại thở rầm. 5 4 3 2 1 bước bàn chân ra ngoài, bàn tay trái hít sâu, từ từ duỗi thẳng cổ siết bụng lại, nâng tay trái duỗi thẳng về trước, siết bụng nâng tay phải chắp tay kẹp tay trái thở ra duỗi căng. À, tay kẹp đầu, đầu giữa hai tay. 5 4 3 2 1 chống hai tay xuống hít sâu vào, chân trái ra sau đặt cạnh chân phải, lật tay trái lên siết bụng thở rầm, để căng hông lên siết sâu thở rầm, chống tay xuống hít sâu vào, để cao hông lên ép người xuống, rút rốn siết bụng lại thở rầm. Ép vai, ép lưng, đẩy cao lên, siết sâu, thở rầm. Hít vào, chân phải ra sau, bật cao lên, căng gót lên, úp người xuống, một góc 60 độ, mũi chân hướng xuống, siết bụng thở. Đẩy tới, bước chân, kéo gối phải, chạm mũi, siết bụng thở, ra 5, 1, 3, 2, một bước bàn chân phải lên, bằng hai tay hít sâu vào, siết mông đùi bụng vươn tay lên, vươn hai tay lên, ưỡn ngực vuông cầm kéo tay vai góc vuông, kéo hai cẳng tay là hai góc vuông, hai cẳng tay ngang vai góc vuông, không có góc lại mà cẳng tay nè, cẳng tay mình co lại góc vuông đây nè, góc vuông quỷ tay thẳng hàng với tay, đúng rồi. Rồi ưỡn ngực vươn cầm ngã ra sau thở rầm. Nâng lên hít sâu vào, chống hai tay, bật cao chân phải lên cúi xuống, rút rốn xếp bụng lại thở rầm. Hít vào gấp chân phải lại, bật cao đầu gối lên,
xiên cái bụng thở ra, bật căng 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 lên. Rồi lật tay chân hoa qua hoang dã, đẩy căng người lên, thở xanh. Đẩy căng 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 lên thêm, buông lỏng cổ xiên mông lùi bụng thở. Hế vào thu tay chân về, chớp mặt thở sầm. Cúi xuống nút rốn xiết bụng lại thở sầm. Hế vào bật cao chân trái lên, hướng mũi chân xuống căng gót úp hông úp vai xuống xiết bụng thở. Hế vào đẩy người tới co gối chạm tay chạm mũi thở sầm. 5, 4, 3, 2, 1 bước bàn chân lên bằng hai tay, hít sâu vào vươn tay đứng lên, ống gối xuống và kéo hai tay là hai gốc vuông, đũng ngực vươn cầm lên thở sầm, siết mông đùi bụng lại thở sầm, nâng người lên hít sâu vào, chống hai tay xuống, rút chân trái ra sau bật cao lên. Cúi xuống hút rốn xiết bụng thở sầm. Hít vào bật cao đầu gối lên, người xuống thêm thêm bật cao đầu gối xiết bụng thở. Hít vào từ từ lật gối qua chống mũi chân, lật tay lên đẩy căng hông lên xiết lại thở sầm. Đẩy căng 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 lên thêm, hít sâu vào. Rút chân về, cúi xuống chót mặt thở sầm. Đi bộ tại chỗ thở sâu, điều hòa hơi tẩm. Rút rốn xíu của bụng lại thở sâu và nhón gót to gối người sát bụng ngực thở ra, mắt nhìn về đầu thẳng hít sâu xiết cơ bụng lại lên chiếc ghế, vươn tay lên xiết bụng thở sầm. Từ từ trụ chắc chân trái hít sâu vào, duỗi thẳng chân phải ra sau, duỗi thẳng hai tay về trước thân song song với sàn. Xiết bụng lại thở ra, từ đầu chân mông thẳng người song song với sàn, duỗi căng ra, chống mũi chân phải xuống hít sâu vào, đã xoay tay ra sau chiến binh hai giang tay nhìn theo tay trái, xiết bụng thở sầm, nhìn theo tay trái, vòng tay phải ra sau úp vào eo bên trái, úp bàn tay lại bám chặt vào eo, đạp gót chân phải xuống, vâng, đạp gót chân tấm ở trái, hít sâu vào, nghiêng hông về bên phải thở sầm, tấm ở trái xiết đùi trái, đùi trong chân phải, đùi sau chân trái, nghiêng hông xiết sâu thở, đạp gót và nghiêng hông về bên phải, cô nói sao làm y vậy vâng, nâng lên hít sâu vào. Có cẳng tay trái đặt lên gối, lật vai phải xoay mặt hình lên, thở ra tay vẫn ở sau eo bên trái, tay vẫn ở sau eo bên trái vâng. Đầu tiên xiết cơ bụng thở ra, co cẳng tay trái đặt lên gối, vâng, co cẳng tay đặt lên gối, hít vào luồn tay trái vào trong chân và nắm tay phải nắm cổ tay trái, lật vai sắn lên xiết bụng thở sầm, ép hông xuống thêm, duỗi chân dài ra phía sau nữa, cả hai em duỗi chân ra sau ép mông xiết bụng thở, đúng rồi, chống hai tay trở về hít sâu vào, úp đùi phải xuống chống mũi chân phải xiết bụng, bước chân trái về chớp mặt thở sầm. Để cao hông lên cuốn xuống rút rốn xiết bụng lại thở sầm. Nhón gót chùm gối đùi sát bụng ngực thở sầm. Nhìn về đầu thảm hít sâu vào xiết chắc cơ bụng hai chân lên.
chiếc ghế xếp bụng thở sành. Từ từ trụ chắc chân phải, hít sâu, duỗi thẳng chân trái ra sau, thân song song với sàn, rút rốn xếp bụng lại thở sành. Duỗi căng 5 4 3 2 1, đặt chân trái dài ra sau, hít sâu vào, xoay người qua bên trái và vào chiếc bên hai, xếp bụng lại thở sành. Đầu gối đạp hướng thẳng về trước và thẳng ở trên mắt cá chân, và rồi gót chân phải thẳng hàng với lại mắt cá trong chân trái, chân trái một góc 45 độ, vòng tay trái ra úp vào eo bên phải, vòng sâu à, vươn tay phải lên, hít sâu, từ từ nghiêng người về bên trái thở ra, siết chặt cơ lại, siết chặt cơ lỗi lại nào, siết thở nhắm tấm gối, siết đùi, siết đùi, siết bụng thở ra, lên hít sâu vào, co cẳng tay phải lên nè, siết đùi cứng đùi nè, thở ra, đùi trong chân trái cứng lại, siết hông siết eo, siết cơ bụng lại thật sành, hít vào, luồn tay phải xuống, đưa sau xuống, ra sau nắm tay trái, rồi căng vai và lật vai lên, hết hông xuống, siết mông ngồi bụng thở sành, 5 4, căng thêm 3 2 1, chống hai tay xuống, hít sâu vào, chân phải về chống mặt thở sang, cúi xuống đi bộ tại chỗ, nghỉ mặt đây này, sâu đó, lưng duỗi thẳng như nhà vân, như thế chắc mặt của em lưng còn căng căng, để cao cái đỉnh mông lên, ép vai, ép lưng xuống, xếp cái bụng lại thẳng sang, hít đều, hít thở đều, nhón gót co gót, xếp bụng lại thẳng sang, hít sâu, mắt nhìn về đầu thẳng, nhẹ nhàng lên chiếc ghế, vươn tay lên, xếp cái bụng thở sang, rồi chắc chân trái, hít sâu vào, gác ngang chân phải lên gối trái, đẩy lùi hông ra sau, chiếc ghế một chân, xếp bụng lại thở sang, ngực dồn xuống gót chân giữ lại, rút rốn lên, 5 4 3 2 1, nhấn xuống trường lưng tới giữa căng ra, thân song song với sàn thở ra, 5 4 3 2 1, chống hai tay hít sâu vào, rút chân phải bước dài ra phía sau, nâng người xoay người đứng lên chiếc bình hai, đặt gối trái xuống thở sang chiếc bình hai, rồi vòng tay nhanh nhanh ra, lên hít sâu, hai thở ra, chắp tay chân lại, lên hít sâu, hai đứa trượt chân sau ra thêm chút chưa đủ, đó, mở chân rộng ra thêm chút nữa, và thêm chân sau, 3 tấm xuống thở sang, hít sâu vào, 4 thở sang, hít sâu vào, 5 thở ra, xiết cơ bụng lại thở ra, xiết cơ đùi, đúng rồi, xiết lại thở, 5 4 3 2 1, hít vào, chống tay trái xuống ở bên trái bàn chân, bên trái bàn chân, chống ra ngoài bàn chân á, tiên, đúng rồi, ép hông xuống, dang tay lên, rút rốn, xếp bụng thở sang, hít vào, chống tay phải xuống, rồi chống mũi chân phải và ức đùi, lật tay trái lên, thở sang, dang tay lên, xếp mông ngồi bụng thở sang, hít vào, chống tay trái xuống, rút chân phải về, rút chân trái về, trường vai tới tấm ván, xếp bụng thở sang, chắc cơ bụng lên, vâng, rút rốn lên, đừng vẫn thắt lưng, duỗi cổ ra,
Hít sâu, kẹp khuỷu tay vô mạng sườn, chùng tay xuống tấm áo thấp thở rằng. Vào tư thế con cá sấu. Trương lên, hít sâu vào, xề vai, ưỡn ngực, uốn cong lưng. Nâng lên, chớ ức mặt thở rằng. Để cao mông lên, người xuống, ép xuống thở rằng. Nhóm gót chung gói, đuôi sát bụng ngực thở rằng. Mắt nhìn về đầu thảm, hít sâu vào, xiết cơ bụng lại. Hai chân lên, chiếc ghế, xiết bụng thở rằng. Hít sâu vào, gác ngang chân trái lên gót phải. Ghế một chân, đẩy mông ra sau, lực xuống gót chân. Gác ngang qua, vâng, gác lên, đúng rồi. Rồi, tấm gối xuống, ép hông xuống. Đúng rồi, ghế mà. Tiếp tục tấm gối ép hông, trường lưng tới thân song song với sàn. Thở sàn. Hít vào, chống tay vào, duỗi dài chân trái ra sau. Duỗi dài ra sau, nâng người lên, xoay tay trái ra sau. Tấm gối phải thở sàn. Lên, hít sâu, hai thở sàn. Hít sâu, ba thở rằm. Hít sâu, bốn thở rằm. Hít sâu, năm thở ra, rút rốt xích một lại thở ra. Năm, một, ba, hai, một. Hít sâu vào, trống tay phải, dang tay trái lên thở rằm. Ép hông, xiết mông đùi bụng cho nên phải mở chân cho đủ. Vâng, chống bàn tay xuống sàn. Chống bàn tay phải xuống sàn. Ở bên phải bàn chân, ở bên phải. Rồi, mở chân trái dài ra xí nữa không? Dài ra sàn xí nữa. Rồi, được rồi, được rồi. Chống tay trái xuống, hít sâu. Rồi, lật tay phải lên. Chống mũi chân trái và lật tay phải lên, xiết cơ bụng lại thở sàn. Đó, thẳng chân trái, xiết lại thở. Đúng rồi, dang thẳng cánh tay lên, nhìn theo tay phải. 5, 1, 3, 2, 1. Chống hai tay xuống, hít sâu. Bước chân phải về, trương vai tới thẳng bát, xiết bụng thở sầm. Thẳng bát, xiết bụng thở. Hít vào, kẹp lưỡi tay, thẳng bát thấp thở sầm. Hạ xuống cá sấu. Trương lên, rắn hổ mang, hít sâu vào, xề vai, ưỡn ngực, uốn cong lưng. Lên, chó ướp mặt, thở sầm. Đẩy căng hông lên, ướp vai. Ướp vai, ướp lưng xuống, xiết cơ bụng thở sầm. Nhóm gót chung gối. Hít vào, mắt nhìn về đầu thẳng. Xiết cơ bụng bật chân lên, chiếc ghế thở sầm. Hít sâu vào, chắp tay lại, vặn người qua bên trái. Nạp sâu, nắp tay phải lên đầu gối trái. Vặn người, chắp tay giữa khe ngực thở sầm. Trở về, hít sâu vào, chiếc ghế vặn người, chắp tay qua bên phải, chắp tay giữa khe ngực, mở khuỷu tay lên, đặt sau nắp tay trái lên đầu gối phải thở ra. Trở về, hít sâu vào, từ từ tấm gối ép hông xuống, ngồi xuống thở ra, nâng hai chân lên chiếc thuyền, rút rốt xiết bụng thở ra. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, gồng bụng không gồng vai, 2, 1, hạ
người gần tới sàn, siết chặt người. Nè, lên, hai lên, siết cái bụng lại, thở. Đó, xuống, hít sâu. Ba lên, thở. Hít sâu, gồng chắc cái bụng nha. Bốn lên, thở. Hít sâu. Năm lên, thở. Hít sâu. Sáu, siết cái bụng lên, thở. Thở lên. Hít sâu. Bảy, thở lên. Hít sâu. Tám, thở. Hít sâu. Chín, thở. Hít sâu. Mười, siết cái bụng thở giữ. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Hạ đầu xuống, nâng hai chân lên, vuông góc với thân. Nghỉ mặt ở đây đi, hít thật đều. Hai chân vuông góc, hít thật đều. Bút thắt lên, không để cống cổ. Mũi chân hướng về phía đầu, nhóm thắt lưng xuống. Gót đẩy lên, chắc cơ bụng lại, hít thở đều. Xí chắc cơ bụng lại, hít thở đều. Hít sâu, thở cứ xa, điều hòa hơi thở lại. Gòn chắc cơ bụng, điều hòa hơi thở đi nào. Hít sâu, thở xa. Hít từ phía sau, thở sâu. Hai hơi thở nữa, hít sâu, thở sâu. Nhấn thắt lưng xuống, gồng cơ bụng siết lại. Lần nữa, hít sâu, thở sâu. Bắt hai tay vào mông, hít sâu vào. Cuộn lưng lên, chân qua đầu cái cài, thở sâu. Chân chạm sàn, vu cầm về ngực, úp tay vào đỡ hông. Cái cài, mũi chân lần dưới sàn hướng về phía đầu. Thẳng gối đẩy gót ra, cầm giữa khe ngực, hít thở đều. Thả lỏng cơ mặt, thả lỏng cổ vai gáy. Mũi chân bám dưới sàn đẩy gót ra, căng từ gót chân chạy lần dọc lên gân khéo, lên cơ mông, cơ lưng, cơ cổ, cảm nhận. Hít vào, siết cơ bụng lại, ôm hông, duỗi chân lên, đứng thẳng lên trên vai, tư thế chân đèn. Sang. Thả lỏng hai chân, thả lỏng vai, cổ, siết cơ bụng. Thả lỏng thân, duỗi lên, đứng lên vai, tư thế chân đèn. Hít vào, chân qua đầu, cái cài thở sâu. Chậm rãi rãi hít thở sâu. Cuộn từng rốt sóng xuống. Chân vuông gốc với thân, hít sâu. Cơ gối và đạp hai bàn chân xuống, đầu ngón tay chạm tới gót chân. Thở hít hơi ra. Hít sâu vào, cuộn từng đốt sóng lên, từ xương cột lên, thắt lưng lên, lưng giữa lên, lưng trên. Mắt nhìn về bụng, thu cầm về hõm ngực, thở chậm ra. Đầu gối gốc vuông, xiết mông đùi bụng lại vào cây cầu rồi văng ơn, bóp thế vào cây cầu. Tập trung vô nghe, vào cây cầu xiết lại thở, hai bàn tay đan lại và giữ thẳng ra ở dưới lưng. Rang tay duỗi thẳng ra, đẩy hông lên xiết mông đùi bụng lại, hít thở đều.
Từ từ, úp hai bàn tay xuống dưới sàn, kẹp hai ngón tay lại cho hai bàn tay gần lại. Từ từ hạ mông xuống, thở hết hơi ra. Chồng chân phải lên trên chân trái, chồng qua rồi móc nó vào chỗ một chân phải, móc vô móc mũi chân, rồi chấm nhẹ mũi chân trái xuống. Hơi ra hít sâu vào, ấn thủy tay đẩy phần ngực cao lên, rút đầu vào con cá, xếp cùng bụng lại, thở ra. Vai mở ngực căng, căng cổ họng, xiết chặt cơ bụng, xiết cơ đáy chậm lại, xiết lại rút lên. Lắng cơ mặt, thủy tay hít sâu, nâng đầu lên, dưới cổ ra, hạ đầu xuống, thở ra. Móc chân phải ra và đổi chân, gác chân trái lên và móc mũi chân trái vô móc chân phải, chấm nhẹ mũi chân phải xuống, thở hết hơi ra. Ở cái thủy tay xuống hít sâu vào, đẩy các lồng ngực lên, rút đầu vào, xếp cái bụng lại, thở ra. Vai mở ngực căng, căng cuốn họng ra, thả lỏng cơ mặt, siết cơ đáy chậu, siết cơ bụng, rút lên. Thông gồng cổ, thông gồng vai. Ấn quỷ tay hít sâu vào, nâng đầu lên, duỗi cổ ra, ngả đầu xuống, thở sầm. Ngáp chân ra và co gối sát lên, co gối sát lên, nhỏ gót chân lên, đưa hai tay nắm hai cổ chân. Đưa hai tay nắm vào hai cổ chân và đạp bàn chân xuống. Nắm được cổ chân rồi, đạp bàn chân xuống sàn. Rồi giữ thẳng một sóng lưng ra đi nào, từ đỉnh đầu tới xương cụt một đường thẳng, giữ ra. Ngã gối qua trắng, xoay mặt qua phải, thở ra. Ngã cổ chân và ngã qua đầu gót xuống, qua bên trái. Trở về, hít sâu, ngã hai đầu gối qua phải, xoay mặt qua trắng, thở ra. Hít vào, thở ra, thẳng nhập như nào, ép sát xuống. Hít vào, thở ra, ép xuống. Hít vào, thở ra, ép đầu gối phải chạm sang như nào, sẵn chạm sang bên trái. Nhịp đầu gối phải xuống, 5. Nhịp đầu gối chạm sang, 4. Đầu gối phải chạm sang, 3. 2. 1. Trở về, hít vào, nghe kỹ nghe vân, quay nhịp, quay nhận tình linh. 2. Chân mở rộng bằng hông. Rồi ngã hai cả hai bàn chân xuống sàn, đặt hai bàn chân xuống, đứng rồi. Rồi ngã hai đầu gối qua bên phải, ngã đầu gối qua phải, ngã cho đầu gối trắng đứng rồi. Nhịp đầu gối trắng xuống, nhịp xuống, đi vị trí đó nhịp. 5. Xoay mặt qua trắng, 4, 3, 2, 1. Trở về, hít sâu vào, nâng tay chân lên, vỗ vào nhau, tay này vỗ vào tay kia, chân này vỗ vào chân kia, rỗi bền. Co tay co chân vỗ vào nhau, co gối vòng tay ôm gối, nhịp gối lên, massage cột sống. Nâng đầu lên, mũi chậm gối, thở sâu. Lăn lưng, massage lưng. Thả đầu, lăn phải trái. Nâng tay chân lên, rung 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 rung, rơi từ dao. Chậm chậm xoay mặt qua bên phải, xoay mặt qua trái,
trả về giữa, duỗi thẳng cổ căng hướng vào ngực, thớt bụng ép sát thắt lưng xuống, buông lỏng rằng thư giãn thả lỏng thật sâu từ ngón chân cho đến đỉnh đầu. Nằm ở tư thế thật là thoải mái, từ từ khép mắt lại, bắt đầu để cho toàn bộ cơ thể được thả lỏng, qua lại với hơi thở và cảm nhận hơi thở đang đi vào và đi ra. Hãy cảm nhận sự mát mẻ ở sống mũi khi hơi thở vào ra, bắt đầu thả lỏng toàn bộ đỉnh đầu để cho sự thư giãn massage toàn bộ vùng đỉnh đầu, thả lỏng lông mày, thả lỏng vùng trán, thả lỏng toàn bộ vùng mũi, hai má, vùng miệng và toàn bộ khuôn mặt. Hãy để cho sự thư giãn lan xuống vùng đáy và sự thư giãn lan tỏa ra vùng vai, vùng bắp tay, cánh tay, bàn tay và các ngón tay. Tiếp tục thả lỏng toàn bộ vùng ngực, cột sống lưng, thư giãn vùng bụng. Hãy cảm nhận khi bụng phồng lên và xẹp xuống, thả lỏng vùng eo, vùng hông và lan dần sự thư giãn xuống hai đùi, vùng gối. Thả lỏng cẳng chân để cho bàn chân thư giãn. Và thả lỏng từng ngón chân. Toàn bộ cơ thể lúc này hoàn toàn được thư giãn và thả lỏng. Thần kinh cũng đang được thư giãn, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ bình yên và thư thái. Thank you.
nhúc nhích các ngón tay, ngón chân, bàn tay, bàn chân, đánh thức cơ thể. Hai tay đan lại, vươn qua khỏi đầu, duỗi căng từ ngón tay cho đến ngón chân. Từ từ co chân trái chống xuống sàn, co tay phải đỡ đầu nằm nghiêng người qua phải. Từ từ co hai gối, hai tay chống xuống, đỡ người ngồi lên. Đưa hai tay lên massage cổ, vai, tay, vỗ nhẹ vào hai tay. Đưa hai tay massage hai chân, vỗ nhẹ vào hai chân. Tiếp tục đưa hai tay nắm hai bàn tay lại, đưa lưng bàn tay áp vào hai quả thận, massage hai quả thận. Mời cả lớp nghỉ tại đây. Cảm ơn cả lớp đã tập cùng cô Dung. Chúc cả lớp của chúng ta luôn luôn khỏe, trẻ đẹp, tích cực. Hẹn gặp cả lớp vào buổi tập tiếp theo.